Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm lại chức danh chính ủy và phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Trường Lưu chủ trì hội nghị. Theo kết luận của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, thống nhất chủ trương để Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với đồng chí Đại tá Hoàng Văn Nhân và chức vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với đồng chí Đại tá Hà Văn Ái. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã yêu cầu các thành phần dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch trên cơ sở các tiêu chí đã được quy định. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã tiến hành quy trình các bước lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh và quân khu. Hội nghị đã thực hiện quy trình 4 bước bằng cách bỏ phiếu kín. Kết luận các hội nghị, 100% phiếu tín nhiệm và biểu quyết nhất trí đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ đối với hai đồng chí chính ủy và phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.